Từ năm học sau 2020-2021, học sinh thuộc cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tại thành phố Hải Phòng sẽ được miễn 100% học phí. Sau đó một năm, từ năm 2021-2022, chính sách này sẽ áp dụng cho cả học sinh trung học phổ thông. Cụ thể là nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non cho đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Theo đó thì ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ 100% học phí cho các đối tượng trên theo mức học phí được Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định. Việc Hải Phòng ban hành cơ chế riêng của thành phố về việc hỗ trợ học phí đối với con em nhân dân sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ giảm bớt gánh nặng đối với người dân có thu nhập thấp, người dân sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.